Rồi, xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục lên ba cây bô à, cho anh em lên xe nha. Đây, một cây sân cây, một cây Gucci, một cây Gucci. Cây sân cây là từ năm 91 trở về trước, cây Gucci là từ 92 cho tới 2000, và cây Gucci có vĩ là từ 2000 cho tới 2008. Rồi, mình sẽ review từng cây cho anh em nha. Rồi, đây, cây Gucci mình chấm thân điểm 100 điểm thì cái cây này đẹp 98%, cây này 95% và cây này 93%. Rồi, mình sẽ review cây Gucci không vĩ nha các bạn. Rất là đẹp nha. Mặt trước của nó này, anh em nhìn mặt trước này, đó. Lắng o luôn. Có chấm mè nè, đó. Inox zinc á là sẽ có chấm mè. Mà bolo á là nó sét thôi chứ nó không có chấm mè các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Mặt dưới nè. Mặt dưới bên chỗ đây nó hơi bị cạ một chút nè các bạn. Đó, hơi cạ một chút. Bộ mà tháo xe nha. Cổ này rất là đẹp nè các bạn. Đó, thấy chưa? Cổ rất là đẹp. Còn mặt dưới này, anh em nhìn nè, trắng nõn luôn nè. Ba cây này cổ đều trắng nõn hết các bạn. Đó, thấy chưa? Cổ đều trắng nõn hết. Như vậy là minh chứng cho một điều là nó ít gắn xe. Tại vì nếu mà gắn xe nhiều qua chỗ đây nè, nó sẽ xét nha. Nó sẽ đen, nó sẽ đen vàng hết cái khúc đây. Cái khúc ở đây nó mình ít thấy cái bô nào mà đen khúc đây lắm. Nó chỉ đen từ cái cổ này, đen ở đây thôi. Đó, đa số là đen các bạn. 10 cây là hết, 7 cây là đen. Nhưng mà những cây này không đen là những cây gọi là rất là ít. Đó, tháo xe kho mà xe đẹp á thì nó mới được như vậy nha các bạn. Rồi, lỗ thoát hơi nè. Mặt dưới nè, mặt dưới rất đẹp nha các bạn. Mắt đẹp, mới chát luôn. Đó, rồi, quá đẹp nha. Đây là cây không vĩ nha anh em, không vĩ nha. Rồi, tiếp theo là tới cây có vĩ. Có vĩ là từ đời 2000 cho tới 2008. Cây này giống như là mới xé trong bịch luôn các bạn. Lắng o luôn. Coi như là cái dấu mè của nó là siêu nhuyễn luôn. Có mè các bạn. Có mè mà cái nút mè nó giống như là cái nút kim vậy đó. Giống như các bạn lấy kim các bạn châm vô á, không thấy nha. Cái này chắc là soi kính hiển vi mới thấy chứ mắt thường là cam kết với anh em là không nói là anh em không biết luôn. Rất đẹp nha. Cây này đẹp 98%. Có vĩ chống nám. Có vĩ chống nám mục đích là để không có bị phỏng bô các bạn. Cái vĩ của nó cũng rất đẹp luôn nè anh em. Thấy chưa? Đó. Anh em đừng có so với những đồ mà người ta bán trên mạng rẻ nha. Các bạn thấy cái bô người ta có đẹp giống như bô mình hay không? Đó, rất đẹp. Siêu đẹp luôn nha các bạn. Quá đẹp mặt dưới nè. Mặt dưới nó đẹp hơn mặt trên nữa. Cái cổ nó nè. Vẫn còn sáng bóng như mới luôn. Nhìn nước sơn của nó vẫn còn còn sơn nhật quét nó còn luôn. Là anh em hiểu là xe này nó ít xài nha. Cái xe này đi nó mới có mấy ngàn thôi các bạn. Có mấy ngàn, 1-2 ngàn vậy thôi. Rất là đẹp. Anh em nhìn thấy đã không? Cây này nếu mà nói mà xé trong bịch ra chắc anh em cũng tin luôn các bạn. Nhìn bên ngoài á, nếu mà không xoa những cái vết mà vết xét giống như nè, mà nói cây bô này mà xé trong bịch ra là cũng tin luôn mà. Quá đẹp. Cây bô quá đẹp nha. Đẹp hơn cây bô trong bịch luôn quá. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp nha. Rồi tiếp theo là cây bô sân cây. Cây bô sân cây thì nó sản xuất từ năm 91 trở về trước. Thì mình sẽ xài chung như là đam ấy lộ 78 cánh én 81-86 custom. Mà từ 91 trở về trước đối với dòng 78 với cánh én á, thì phải là 78 cánh án đời 79-80 thì nó mới xài cái bô em. Còn nếu mà đời 78 thì nó vẫn là xài bô là bô nửa to các bạn. Đó, đó là cách chơi xe nha. Cây này cũng còn rất là đẹp. Có thâm kim các bạn. Có thâm kim. Thâm kim nó to hơn cây đây. Nhưng mà nói về quý cái cây này á, cây sân cây này nó quý hơn cái cây Gucci nha anh em. Lưu ý nha. Tại vì nó lâu đời nên nó hiếm các bạn. Đó, có nổ mè nhưng mà vẫn còn sáng rất là đẹp. Không bị chạy xước. Đây, anh em nhìn. Mình nói là một chuyện, còn anh em nhìn anh em đánh giá là một chuyện khác nha. Chứ không phải nghe cái miệng mình nói đẹp rồi mà xấu rồi mình kêu đẹp rồi các bạn cũng tin. Cho nên mình quay rất là kỹ rồi. Cái cổ này anh em nhìn. Đó, sân giới luôn. Cái này cổ nó cũng sân giới luôn nè. Thấy không? Rất là đẹp nha nè. Rất là đẹp nè. Cái này phía sau có quét nhũ bạc. Cái này nhật nó quét các bạn. Này tháo xe kho nên nhật nó quét. Chứ không phải mình quét nha các bạn.
mình chẳng bao giờ đá động vào mấy cái đồ này, anh em tự sơn tự quét rồi. Honda sân cây 2118, đây là mã số chứ không phải sản xuất năm 2183 là nha anh em. Giờ mới ra 2024 thôi. Đó, 3 cây 50 nha. Anh em nào có nhu cầu mà lấy bộ 70 với 90 mình cũng có luôn nha anh em. Còn đây là 3 cây 50 siêu đẹp nha. Đây, 98%, cây này 95%, cây này 93%. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ qua số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ tiền trước ship hàng sau. Khách ship code, mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhấn tin trong Zalo giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp hàng ngày.